bởi vì những đại biểu đã có. Bên ai cũng có bao nhiêu phòng chủ viên đặt nhau cái đặt ba phòng.
Rồi đấy. Trần Trần. Yeah.
Tôi đang đi thay ấn ở
Lương mà vẫn đông rồi. Tôi đang ở chỗ đền chính à, ở tầm này mới đang là tầm đông, vừa bây giờ mới thu. Về luôn chùa tháp à anh? Không ở đây à? Thế về chùa tháp xong rồi về luôn à? Chiều tôi đã định mua đây, mua buổi chiều thì nó rẻ hơn. Tôi bảo là năm nghìn rưỡi, năm nghìn thật tha hơn. Chiều mua rẻ hơn. À, đấy, 5.000 thôi. Hà lộ lấy cái ai rõ này. Hai chục, chúng ta chơi nắng hay là bình thường này. Đây thì đưa to hai chục.
lâu không lâu lắm. Lâu lắm để em đi sắp đi ngay đoàn người đang đi vào.